Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Dạng sáng ngày 21 tháng 5, sau trận mưa lớn, cát đỏ từ đồi cao đã tràn xuống nhiều đoạn đường trên địa bàn phường Mũi Né và Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo dòng nước sau trận mưa lớn, cát đỏ từ trên đồi cao ập xuống nhiều tuyến đường, khu du lịch, vùi lấp nhiều ô tô xe máy đến 9 giờ sáng cùng ngày, ông Lê Văn Trơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết cho biết đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khắc phục sự cố cát tràn, đồng thời bố trí lực lượng phân luồng giao thông tại các vị trí cát tràn để đảm bảo an toàn. Hiện chưa có thống kê thiệt hại trong sự cố trên. Theo ghi nhận trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, cát tràn ra đường khoảng 300 m, sâu nửa mét, làm một số phương tiện ô tô khách bị kẹt. Trong khi đó, tại đường Nguyễn Đình Triểu, phường Hàn Tiến, mưa lớn cũng làm cát tràn ra đường kéo dài một đoạn khoảng 500 mét. Một số nhà dân bị lũ, cát đỏ vùi lấp cùng nhiều xe máy đang để ở nhà xe. Không chỉ có lớp cát bùn đặc quánh cùng nước mưa đọng trên đường, cát còn tràn vào trước một nhà hàng trên đường Nguyễn Đình Triều. Tại đây, hai xe tải cùng một xe du lịch 16 chỗ bị trôn bánh tại chỗ. Nhiều xe máy đi qua bị lún, được người dân hỗ trợ kéo ra khỏi bùn cát. Trước đó vào tháng 10 năm 2023, cũng đã từng xảy ra tình trạng nước lũ làm cát đỏ trên đồi tràn xuống khu dân cư và đường ven biển xã tiến thành thành phố phan thiết gây ách tắc giao thông kéo dài